là sảng khoái cùng với các bạn sinh viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một giọng ca đã đạt giải nhất liên hoan tiếng hát truyền hình năm 2015. Năm 2014. Xin được mời phần biểu diễn của bạn My Ngân với ca khúc Tuổi 20, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Nguyên. Hãy dành cho My Ngân một tràng pháo tay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.